Bấy giờ trong Pháp hội có vô lượng vô số trời tam thập tam, hoan hỉ nhảy nhót, đều lấy hoa thơm vi diệu cõi trời, giải dâng như lai và chúng bí xô. Khi ấy trong chúng có sáu ngàn bí xô từ chỗ ngồi đứng dậy, che vai bên trái, quỳ gối sát đất, chắp tay hướng Phật. Do thần lực của Phật, các hoa thơm vi diệu ngay trong tay của các vị trời tự nhiên nở rộ. Các vị bí xô ấy vui mừng nhảy nhót được điều chưa từng có. Các vị đều dùng hoa này giải cúng như lai ứng tránh đẳng giác. Đã giải cúng Phật rồi đều phát lời nguyện. Chúng con dùng sức thiện can thủ thắng này, nguyện thường an trụ hạnh an trụ tối thắng bát nhã ba la mật đa sâu xa, thanh văn độc giác chẳng thể an trụ mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vượt qua bậc thanh văn và độc giác bấy giờ thế tôn biết tâm hành thanh bạch của các bí xô liền mỉm cười như thường pháp của Phật khi mỉm cười đủ loại ánh sáng màu từ trong miệng phóng ra, đó là các loại ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, vân vân chiếu khắp thế giới của Phật ở cõi tam thiên đại thiên này, rồi trở lại vòng quanh thân Phật ba vòng, xong nhập vào trên đảnh. Cụ thọ khánh Hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay lễ Phật bạch. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười, chư Phật mỉm cười chẳng phải là không duyên cớ, cúi xin như lai, thương xót nói cho. Phật bảo Khánh Hỷ, sáu ngàn bí xô phát nguyện thủ tháng này, ở vào kiếp tinh dụ trong đời vị lai, sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đều cùng một hiệu là tán hoa như lai ứng tránh đẳng giác, minh hành viên mãn, thiện thệ thế gian dài vô thượng trượng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư phật bạt giả phạm đệ tử Bí Xô cõi Phật tuổi thọ của các như lai ứng tránh đẳng giác ấy đều như nhau đồng thọ ngàn năm các như lai ứng tránh đẳng giác ấy khi vừa đàn xanh xuất ra thành đạo đều tùy theo nơi hiện diện hoặc ngày hoặc đêm thường được giải hoa thơm vi diệu năm màu do nhân duyên ấy nên ta mỉm cười Khánh Hỷ nên biết nếu Đại Bồ Tát muốn được an trụ sự an trụ tối thắng thì nên học bát nhã ba la mật đa Khánh hỷ nên biết, nếu đại Bồ Tát muốn được an trụ sự an trụ của Như Lai thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, khánh hỷ nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đời trước hoặc từ nhân gian mạng chung rồi sanh trở lại nơi này hoặc từ cõi trời đổ xử đa mạng chung sanh vào nhân gian đời trước họ ở cõi người hoặc ở cõi trời do được rộng nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa nên đời này có thể tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa khánh hỉ nên biết như la hiện thấy người tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa không mong cầu gì thì người ấy nhất định là đại bồ tát